Một loại gỗ với cái tên rất đặc biệt, gỗ óc chó. Vậy gỗ óc chó là gì? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Gỗ óc chó thì thường có nguồn gốc từ châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Việt Nam thì người ta thường sử dụng gỗ óc chó ở loại gỗ nhập khẩu từ Bắc Mỹ. Việt Nam thì thường nhập khẩu về theo hai dạng là gỗ tròn, cả cây nhập về sau đó sẽ xẻ và xử lý sấy khô. Một loại tiếp theo là nhập theo kiện thì sẽ được xử lý tẩm sấy ở bên nước ngoài. Thì do ở nước ngoài thì công nghệ tẩm sấy sẽ tốt hơn, gỗ sẽ khô tự nhiên hơn nên từ đó cho chất lượng gỗ cũng như là màu sắc thì sẽ tốt hơn. Gỗ thì được phân ra làm nhiều loại nên là giá thành từng loại thì cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như là loại 3 com, 2 com, 1 com, phát hay là veneer. Veneer thì là loại gỗ đẹp và không có vết bát nên là giá thành sẽ cao hơn. Ví dụ như loại 3 com thì là chất lượng sẽ thấp hơn, thì chúng ta chỉ sử dụng được khoảng độ 30 đến 40% bề mặt gỗ thôi. Còn phát với veneer thì sẽ được sử dụng toàn bộ. Ngoài ra thì là còn có một số phần gỗ đặc biệt như ở phần gốc như là phần nu chun đấy, thì vân rất là đẹp, hay là những cái phần vân chun, vân nu. Những phần gỗ này thì là rất là giá trị và chất gỗ thì rất là tốt nhé. Tiếp theo về phần đặc tính thì gỗ óc chó là thuộc nhóm 4 và không thuộc loại gỗ quý hiếm cấm khai thác. Loại gỗ này thì ở nước ngoài thì được người ta đầu tư trồng rất là quy mô để khai thác và sử dụng. Thì là gỗ khá là nhẹ, nặng khoảng độ hơn 600 cân một khối, nhẹ hơn gỗ sồi. Thì có bề mặt mịn và rất là dễ làm nhẵn. Gỗ thì tương đối mềm, màu sắc thì là có tông màu trầm, vân gỗ thì tương đối đẹp. Và được sử dụng rất là nhiều trong nội thất và có tính ổn định, lâu dài. Thường thì gỗ sẽ được xử lý là chống mối mọt nên là trong quá trình sử dụng là sẽ rất là bền. Về nhược điểm của gỗ óc chó thì là gỗ hơi mềm, nếu mà trong quá trình sử dụng bị va đập mạnh thì gỗ sẽ có thể bị móp, là giá thành nó sẽ hơi cao do là gỗ nhập khẩu từ Bắc Mỹ về. Dưới đây là bảng giá gỗ óc chó tham khảo, tuy nhiên thì là giá này chỉ tham khảo ở mức thời điểm hiện tại và giá gỗ thì có thể lên xuống tùy từng thời điểm. Các bạn nào quan tâm, yêu mến kênh thì hãy đăng ký theo dõi kênh Đồ Gỗ Tùng 8 để cập nhật thêm nhiều video kiến thức bổ ích khác nhé.